Xin kính chào quý quan khách, quý vị khán giả, các bạn diễn viên, các anh chị báo chí và các bạn đam mê nghệ thuật. Thì cái bộ phim này được quay vào năm 2020. Thì các bạn đã biết đó, năm 2020 là năm bắt đầu cái đợt dịch nó bùng phát rất là dữ. Là khi bộ phim được quay giữa chừng thì dịch rất là căng, thì đoàn phim phải tạm hoãn lại khoảng 3 tháng. Thì sau 3 tháng sau thì đoàn phim mới tiếp tục bấm máy. Chính vì vậy mà trong quá trình làm phim được ra cái bộ phim này á, các bạn coi trong vòng 90 phút. Nhưng mà công sức của anh em đã trải qua rất là trong vòng 2 năm. Thì có lẽ là các bạn chỉ cần xem trong 90 phút, nhưng mà đội ngũ của chúng tôi phải thực hiện nó quyết liệt, nhiệt tình trong 2 năm. Thì mong các bạn được xem phim và đóng góp ý kiến và xem phim được vui vẻ. Đồng thời cũng mong rằng bộ phim sẽ mang đến cho các bạn những cái ý tưởng tích cực về cuộc sống, về tình yêu, và trong một cái bối cảnh dù thế nào đi chăng nữa, cho dù mình ở hoàn cảnh ngặt nghèo đi chăng nữa, nhưng với tình yêu chân thành thì cũng sẽ làm cho mình hóa giải và có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cảm ơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của đạo diễn Trần Hồng Chương. Thưa quý vị, để có được bộ phim ngày hôm nay đó chính là sự cố gắng của tất cả những ekip. Một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho bộ phim đã được ra mắt được không ạ? Dạ. Là những kỷ niệm nào mà mang lại những cái dấu ấn đặc sắc khi mà mình tham gia bộ phim này ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh nha. Thì lời đầu tiên em cho phép em cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi review phim ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian để đến đây cùng với ekip đoàn phim Nam và Yuha và mọi người. Thì kỷ niệm đáng nhớ mà khi tham gia trong bộ phim thì kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là không được quay mà phải ở nhà nghỉ dịch. Em nghĩ là phải có thời gian nhớ kỷ niệm nhiều nhất, tại nhớ mọi người quá cho nên là chịu không nổi. Lần đầu tiên em xin phép cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay với ekip đoàn phim Ê Ông Già Yêu Ha. Để nói về kỷ niệm mà làm cho em nhớ nhất trong bộ phim này á, thì tất cả mỗi khoảnh khắc mà em trải qua cùng đoàn phim đều là những kỷ niệm tuyệt vời ạ. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em được tham gia, và em được mọi người giúp đỡ rất là nhiệt tình, từ ekip đoàn phim cho tới tất cả mọi người hậu trường, và kể cả bạn diễn của em nữa, mọi người hỗ trợ em rất là nhiều. Và em cảm nhận được đây là gia đình của em, chứ không có phải là một đoàn phim và đi quay một bộ phim nữa. Cho nên là em rất là hạnh phúc vì đã được gặp gỡ mọi người và được làm bộ phim lần này ạ. Và tất cả mọi kỷ niệm đều là kỷ niệm tuyệt vời. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của bạn Linh Thảo và chị Ruby Sachi. Tiếp theo, các nghệ sĩ được phép và được cùng trò chuyện cùng một người nghệ sĩ mà em nghĩ đã hâm mộ rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay rất là vui, rất là hồi hộp khi được đứng gần chị. Dạ, chúng ta hãy cùng nhau trả tay để cùng chào đón nghệ sĩ Kiều Anh đi ạ. Dạ. Dạ thưa chị, chị có thể cho em biết là cảm xúc của chị ngày hôm nay như thế nào khi đến với buổi ra mắt của phim này không ạ? Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Trước tiên cho Kiều Quỳnh kính chào, thân chào, thương chào tất cả các anh chị cũng như là các em có mặt ở đây, và quý báo chí và tất cả các anh chị em đã đến đây ủng hộ cái buổi sáng phát phim ngày hôm nay. Thì thực sự là Kiều Quỳnh rất là vui. Vui cái thứ nhất là sau mùa dịch chúng ta lại được gặp nhau và an toàn như thế này, chúng ta có thể vỗ tay cho tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay được không quý vị ơi? Dạ. Và cái thứ hai nữa thì rõ ràng là bộ phim sau 2 năm vất vả, Phượng đã được ra mắt rồi, thì đó là một cái niềm vui thứ hai. Quý vị có thể cho một cái tràng pháo tay khích lệ nữa được không quý vị? Dạ. Bởi vì tội nghiệp lắm. Nói chung là bộ phim rất là tội nghiệp, bị ẩn rất là lâu. Dạ. Và cái cảm xúc của Kiều Quỳnh ngày hôm nay thì rõ ràng rất là vui, rất là vui. Và mong là quý vị, quý báo và các anh chị ngày hôm nay cứ đi xem phim cái buổi ra mắt này thì về nói chung là chia sẻ thiệt là nhiều và quảng cáo thiệt là nhiều, giới thiệu thật nhiều. Còn em thì cầu xin quý vị thật nhiều là để cho mà giống như là cái thông điệp này để người ta biết nhiều, để mà khán giả đến ủng hộ cái phim này thành công. Bởi vì các bạn trẻ diễn rất giỏi, rất hay, và đạo diễn trẻ cũng rất là hay, ý tưởng rất là mới lạ quý vị. Dạ, mong là quý vị ủng hộ thật nhiều để các em còn có chi biết không, tinh thần, và cái tinh thần đó là phụ thôi, và kinh tế kinh tế mới là cái chính, để mà làm tiếp những cái bộ phim có ý nghĩa, rồi có nội dung hấp dẫn, rồi có những cái mới hiện đại để cho quý vị thưởng thức. Và một lần nữa Kiều Quỳnh xin trân trọng kính chào và cảm ơn rất nhiều sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Dạ.
và mong là qua những lời của Kiều Anh đó, mấy anh chị báo chí chia sẻ gì với khán giả biết được, nói chung là đến con phim để con cầu khẩn và xin dạ. Chúc hết rồi. Bây giờ tôi cũng mong là tất cả mọi người vào xem và chia sẻ một bộ phim rất là tử tế, mong mọi người đón nhận và chia sẻ cho mình xem. Thưa quý vị, và mong rằng trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay thì quý vị sẽ ủng hộ cho bộ phim và cùng giới thiệu để rất nhiều người ủng hộ cho bộ phim này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị